Hương Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chào gặp lại quý vị vẫn theo dõi chương trình Chào Buổi Tối và chương trình đầu tuần. Hương Giang mong quý vị sẽ có một tuần tốt đẹp trước mắt và quý vị có thể là nhìn thấy luật sư Dương bên cạnh Hương Giang trong chương trình ngày hôm nay. Điều này có nghĩa là sẽ có những cái vấn đề về pháp lý, cho nên là Hương Giang mời luật sư Dương tới đây. Hương Giang xin chào luật sư Dương. Nguyễn Hoàng Duyên kính chào quý khán thính giả và chào Hương Giang. Dạ thưa quý vị, vào ngày hôm nay trong cái buổi họp báo về tình hình virus corona, Tổng thống vừa mới bắt đầu cuộc họp báo được mấy phút thì bỗng dưng có một nhân viên mật vụ đi vào nói với Tổng thống là thưa ngài, chúng ta sẽ phải bước ra khỏi đây. Và Tổng thống hỏi excuse me, và nhân viên này bảo là chúng ta phải ra khỏi đây. Và thưa quý vị, họ đã hộ tống Tổng thống ra khỏi, bất ngờ đột ngột ra khỏi cái buổi họp báo, và buổi họp báo bị ngưng giữa chừng. Sau đó thì ông quay lại, thưa quý vị, trong thời gian đó thì các quý giả nghe thấy tiếng còi của xe cứu thương, cứu hỏa cũng như là sự hiện diện của mật vụ có vũ trang dày đặc hơn. Và khi Tổng thống quay trở lại thì ông cho biết là ở bên ngoài tòa Bạch Ốc đã có một cái vụ nổ súng, và được biết là một nghi can có vũ trang và đã bị mật vụ bắn và đã vào bệnh viện. Tổng thống chỉ cho biết là mật vụ rất là giỏi và họ yêu cầu ông ra khỏi phòng bởi vì có một vụ nổ súng như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, một ký giả đã hỏi là thưa Tổng thống, trong thời gian chờ đợi liệu ông có xuống bunker hay không, tức là xuống hầm hay không, thì ông bảo rằng là không, tôi ngồi chờ ở trong phòng bầu dục. Cái câu hỏi này nó sensitive lắm anh Duyên. Tại vì đối với Tổng thống, quý vị nhớ là hồi cũng có một người đã vượt hàng rào, và ngay lúc đó mật vụ đã đưa Tổng thống xuống tầng hầm, và sau đó thì ông, thưa quý vị, đã bị truyền thông chỉ trích rất là nhiều. Bên cạnh đó, vào ngày hôm nay thì trước khi mà Hương Giang đi vào phần chính thì Hương Giang muốn tóm tắt cho quý vị một số cái tin nhanh thôi. Vào ngày hôm nay thì đã có một cái vụ nổ ga ở Baltimore, tiểu bang Maryland, và đã có một người bị thương và thưa quý vị, một người chết và 6 người bị thương. Hình ảnh nhìn thấy rất là kinh hoàng, tại vì cái ngôi nhà này nó sang bằng. Cái vấn đề tại Maryland ở đây là bây giờ những cái đường ống ga là những cái đường ống đã cũ rồi, rò rỉ rất là nhiều vụ rò rỉ như vậy. Tình hình virus corona tại Mỹ có một điểm đáng mừng, đó là lần đầu tiên những cái số tử vong nó đang có chiều hướng giảm, trong khi một số nơi thì vẫn đang gia tăng, những cái ca nhiễm bệnh vẫn đang gia tăng. Nhưng mà cái điều đáng quan ngại thưa quý vị, đó là chỉ trong một tuần vừa qua đã có hơn 100 trẻ em dương tính với virus corona, nhất là khi mà các học khu bây giờ họ đang trở lại trường học. Và quý vị biết là trong 4 tuần vừa qua thì các ca mà trẻ em nhiễm virus corona tăng lên đến 90%. Tại Georgia, chỉ riêng Georgia thôi, Georgia là một trong những tiểu bang mà các em quay trở lại trường học rất là sớm, và trong tuần vừa qua đã có mấy trăm ca. Tuy nhiên, thống đốc của tiểu bang Georgia thì ông vẫn trấn an mọi người. Vào ngày hôm nay thì Tổng thống cho biết là có thể ông sẽ đọc bài diễn văn chấp nhận đề cử của Đảng Cộng Hòa ra chính thức ra tranh cử Tổng thống với ông Joe Biden. Tuần trước thì chúng ta biết là họ đã hủy ở Jacksonville, xong đó Tổng thống bảo là có thể ông sẽ đọc cái bài diễn văn tại Tòa Bạch Ốc, và điều này thì nó làm dấy lên cái nghi ngờ và chỉ trích rất là nhiều. Ngày hôm nay ông nói là một là đọc tại Tòa Bạch Ốc, hai là đọc tại cái Battlefield của Gettysburg ở Pennsylvania, mà có lẽ quý vị đã biết là nơi đây Tổng thống Lincoln đã từng có một bài diễn văn. Hương Giang quay câu hỏi Hương Giang đặt cho luật sư Dương. Tại lý do tại sao mà cái quyết định, nếu Hương Giang cái dự định là sẽ đọc cái bài diễn văn chấp nhận đề cử tại Tòa Bạch Ốc lại bị phản đối hả luật sư Dương? Nói chung là trong cái chính phủ liên bang nó có một cái luật, nó tên là Hatch Act. Thì cái luật Hatch Act đó, nó nói rằng là nếu mà một cái viên chức của liên bang đó thì không thể được dùng, thứ nhất không được thể dùng được cái power của mình, cái quyền lực của mình và cái chỗ làm việc của mình để mà cho một cái cuộc vận động về politics, về chính trị. Nhưng mà cái luật Hatch Act này cho tới giờ phút này nó chưa bao giờ nó áp dụng cho tổng thống đó. Tôi có nghĩa là gì? Bây giờ thí dụ một người mà vi phạm cái Hatch Act thì như thế nào? Thì cái người vi phạm Hatch Act đó, cái trừng phạt của họ là có thể là cấp trên của họ sẽ sa thải họ, tức là họ sẽ mất job thôi, chứ cùng đây không phải là cái tội hình sự đến mức độ mà gọi là bị impeach hay cái gì cả. Thành ra một cái thí dụ như là cái bà Kellyanne Conway chẳng hạn, bà rất là nhiều lần bà đứng, bà thứ nhất bà dùng cái chức vụ của bà
khi mà mình đang là cố vấn của tổng thống thì mình không có được quyền mình chỉ trích cái người đối phương, mình không có thể được, mình không có thể, mình có quyền khen ông tổng thống của mình, nhưng mà mình không có khen ổng trong cái chiều hướng tranh cử được. Bà làm đi làm lại nhiều lần, thì khi mà bà làm nó thì tất cả báo chí đều nói là bà vi phạm cái Hatch Act. Khi mà bà ấy vi phạm thì cái punishment, cái trừng phạt của bà là gì, là cấp trên của bà có thể review lại và nói rằng là nếu mà you mà vi phạm nữa đó thì tôi phải dời, tôi phải sa thải you, tôi thay thế bằng người khác chẳng hạn. Thế mà bà làm đi làm lại nhiều lần và tổng thống im liềm cho bà làm, thành ra cái Hatch Act nó không có cái ý nghĩa nhiều. Còn bây giờ tới khi mà chính ông tổng thống ông vi phạm thì đâu có ai là boss của ông tổng thống nữa. Cho nên yes, nghĩa là nếu mà làm như vậy thì nó cái về cái mặt mà gần như là mình là cái người thi hành luật, mình trưởng cái ngành hành pháp mà mình coi luật pháp không ra gì đó, thì cái đó nó dính về cái ethics, về cái đạo đức chức nghiệp nhiều hơn là cái thực tế. Cho nên nếu mà tổng thống có đứng dùng cái tòa bạch ốc để mà nói lên cái để mà tuyên bố những cái vận động tranh cử của mình á, thì về mặt cái work ethics á, nó sai. Nhưng mà hỏi rằng là có một cái punishment, có một cái trừng phạt gì cụ thể hay không thì luật nó không có nói. Thành ra mà mình biết là tổng thống Trump có một cái khuynh hướng là thường thường ông coi thường luật pháp. Mình qua nhiều cái động tác khác thì mình hiểu rằng là bây giờ gần như là cái dân chúng đó, mỗi một lần nghe tổng thống nói một cái điều gì không đúng sự thật 20.000 lần vậy rồi, mới đầu người ta nghe người ta còn thấy giật mình, nói tại sao một ông tổng thống mà lại nói những điều nó sai như vậy. Nhưng mà bây giờ người ta đến một cái mức độ mà người ta nói là thôi, tổng thống nói gì tổng thống, người ta chỉ nhún vai để cho nó trôi. Nhưng đi mà thôi. Ví dụ như là cái dàn cố vấn của tổng thống đi, họ chuẩn bị cái sự kiện đó, họ chuẩn bị cái sự kiện mà tổng thống sẽ đọc cái bài diễn văn tại tòa bạch ốc đi, thì họ có vi phạm hay không? Thứ nhất là họ chuẩn bị chứ họ không làm cái điều đó. Thành ra bây giờ lệnh của tổng thống nói là tôi muốn nói, thì cái việc của họ, họ cũng chỉ sắp bàn sắp ghế cho rồi người ta đặt cái microphone cho tổng thống nói thôi. Thành ra vì họ làm theo cái lệnh của tổng thống, thì bây giờ nếu mà tổng thống giống như hồi nãy nói đó, bà Kellyanne Conway bà nói mà tổng thống không có đuổi bà thì nó vẫn tiếp tục. Cho nên nếu mà bây giờ muốn có một cái gì cụ thể để mà mình có thể mình enforce, mình nghiêm chấp được cái luật đó đó, thì cái luật đó nó phải được sửa lại, nó sẽ phải được, nghĩa là quốc hội thông qua một cái luật mới mà nó rõ ràng hơn, cái điều nó dứt khoát hơn. Chẳng hạn như là anh nói thí dụ như nếu mà một cái người nhân viên mà làm cái chuyện đó đó, thì ngoài cái chuyện là có thể bị risk là mất job đó, mỗi một lần vi phạm thí dụ tốn 10 trả 10.000 20.000 gì thí dụ như vậy đó, thì nó phải rõ ràng như vậy thì người ta mới sợ. Chứ còn ngay cho tới giờ phút này đó, cái luật Hatch Act nó dựa trên cái căn bản là cái đạo đức chức nghiệp, cái work ethics nhiều hơn là một cái real punishment. Thành ra không có. Đây là cái câu hỏi mà người ở bên ngoài sẽ đặt ra nè, những người nào mà những cái vị khán thính giả của Hương Nha mà không có ở Mỹ, họ sẽ đặt ra nè. Ông tổng thống thì ông có muốn, ông muốn vận động tranh cử thì đó là cái việc của ông chứ. Thì cái câu hỏi mà Hương Nha đặt cho luật sư Dương là sự khác biệt giữa một bên là chính trị, một bên là governing chính phủ, governing một cái đất nước với một bên chính trị, thì cái separation đó, cái sự khác biệt đó thì nó như thế nào? Cái sự khác biệt nó rõ ràng lắm. Và chính vì là những cái người làm, chúng ta biết luật là do quốc hội làm, thì chính vì quốc hội đó họ muốn có một cái phân biệt giữa là cái governing, tức là mình quản trị quốc gia, với lại mình tranh cử cho về chính trị. Vì người ta muốn tách hai cái điều đó ra, người ta mới ra cái luật Hatch Act. Nhưng mà rất tiếc là cái luật Hatch Act được viết mà nó có quá nhiều kẽ hở, mà cái kẽ hở lớn nhất lại nó nằm ở cái khoản là enforcement, có nghĩa là nghiêm chấp. Thành ra mình đã thấy, ngay bây giờ mình thấy, đừng nói chi tới Tổng thống Trump, bà Kellyanne Conway bà cứ làm như thế, báo chí cứ nói rần rần, nhưng mà boss của bà là ông Tổng thống, nói là tôi không có trừng phạt bà này, thành ra bà cứ tiếp tục bà làm bậy. Mới đây Ivanka Trump cũng vậy, đã lên trên truyền hình để quảng cáo một cái sản phẩm của cái công ty của Mexico. Bởi thế anh mới nói rằng là cái phần còn lại đó, nó là một cái
cái gọi là cái ethics, cái professional ethics đó, cái đạo đức chức nghiệp đó, bây giờ cái tiêu chuẩn của cái chế độ tổng thống của Donald Trump đó, nó hạ thấp đến mức độ là người ta làm bậy left and right, người ta chà đạp luật left and right, nghĩa là người ta muốn làm gì người ta làm, và người ta gần như là người ta nhìn thẳng vào mặt dân chúng. Tôi làm như thế rồi có làm gì được hay không? Luật là chúng tôi là luật. Đó là cái thái độ, mà cái attitude đó đó là một cái attitude mà nó soi mòn cái tinh thần mình gọi là thượng tôn luật pháp đó, the rule of law. Tức là lẽ ra là luật pháp phải rule, nhưng mà bây giờ không phải là rule of law nữa, mà cái rule của họ bây giờ đó là family của họ rule, cái cá nhân của họ rule. Họ muốn khi mà cái power nằm trong tay, họ muốn vi phạm gì thì họ vi phạm. Thì có những cái vi phạm mà nếu mà nó phạm mà nghiêm trọng đó thì họ sợ, họ ngưng, họ không làm. Còn ba cái luật mà gọi là lẻ tẻ như hết sắc cho cứ làm thôi. Nhưng mà rõ ràng là với cái thái độ mà như anh Duyên vừa mới miêu tả đó, với cái thái độ đó nó có lợi về mặt chính trị. Tại vì những cái cử tri mà những cử tri cốt lõi á, thì họ nhìn ở đây một sự mạnh mẽ, dám nói, dám làm của một vị tổng thống. Và cái điều đó có lợi là có lợi với cái base của ổng. Chúng ta nên nhớ là, thí dụ anh Duyên là một người tổng thống, anh Duyên đắc cử. Ngoài những cái người mà họ ủng hộ anh điên cuồng, có nghĩa là anh làm bậy đi nữa, họ cũng ủng hộ đó, thì anh phải thuyết phục cái nhóm bên kia. Cái nhóm mà hồi năm 2016 họ không bỏ cho mình đó, thì mình thuyết phục cái nhóm đó, mà bây giờ mình càng làm bậy thì cái nhóm đó càng xa mình. Cái đó là cái thứ nhất. Và ngay cả cái nhóm mà thuộc cái đảng của mình đó, ngay bây giờ khi mà anh Duyên với Hương Giang đang nói chuyện, là mình biết là có bao nhiêu tổ chức của cái đảng Cộng Hòa. Cái đảng Cộng Hòa đó, họ nói rằng là cái đảng Cộng Hòa mà chúng tôi được biết đó là đảng Cộng Hòa của Abraham Lincoln, của Eisenhower, của ông Ronald Reagan. Hình như là cái đảng Trump này nó không giống như vậy. Và chính vì vậy mình có cái Project Lincoln, mình có cái Operation Grant, mình có cái nhóm của ông làm cho ông Bush bây giờ chống, rồi có những Republican voters chống lại Tổng thống Trump. Mình cứ tưởng tượng đi, năm 2016 đó Tổng thống Trump còn thua gần 3 triệu phiếu, hay là hơn 3 triệu phiếu đại khái. Mà bây giờ tới năm 2020 này, Tổng thống không có lấy được cái số phiếu bên kia, mà Tổng thống, cái phần mà gọi là ủng hộ Tổng thống đó, bây giờ nó đang sức mẻ dần dần. Thì cái chiến thắng treo meo của Tổng thống năm 2016 rất khó mà lặp lại trong 2020 này. Dạ, cảm ơn luật sư Duyên. Nhưng mà tại vì anh nhắc đến, luật sư Duyên nhắc đến đảng Cộng Hòa, thì cũng có một cái bản tin mà Hương Giang muốn chia sẻ với quý vị. Quý vị biết bây giờ đang có một cái nhân vật của Cộng Hòa đang được để ý rất là nhiều, đó là bà thống đốc của tiểu bang South Dakota, bà Kristi Noem. Quý vị biết là trước ngày Quốc khánh, tức là mùng 4 tháng 7, thì Tổng thống đã đến South Dakota. Và quý vị biết công sức này từ đâu ra? Từ bà Noem, từ bà Kristi. Bởi vì bà, từ khi mà lên nhậm chức vào năm 2018, thì cái mục tiêu của bà là làm sao mời được Tổng thống đến tiểu bang của bà, đến Mountain Rushmore. Và ngay sau buổi tối hôm đó thì bà lên chuyên cơ Air Force One cùng với Tổng thống, và bà có đến tòa Bạch Ốc gặp gỡ Tổng thống, sau đó bà làm thêm một cái trip nữa đến gặp ông Mike Pence. Thì quý vị biết cái câu hỏi đặt ra, phải chăng bà Kristi Noem đang nhắm vào cái vé phó tổng thống liên danh với ông Trump trong năm nay? Và thưa quý vị, cái chuyến đi mà bà gặp ông Mike Pence thì bà đã trấn an ông Mike Pence là không, thưa ông, tôi không có go after cái vị trí của ông. Nhưng mà anh Duyên biết là bây giờ có một số các nhà Cộng Hòa đó, họ đang muốn làm mới lại hình ảnh đảng Cộng Hòa. Tại vì bây giờ họ đang rất là lo ngại là nếu như vẫn tiếp tục như vậy thì Cộng Hòa có thể rơi vào tay Dân Chủ cả lưỡng viện, cả hai bên, cả Thượng viện, cả Hạ viện. Nhưng mà cái điều có lợi của bà Noem đó, đó là manager của bà đó là ai, luật sư Duyên biết không? Corey Lewandowski là giám đốc vận động tranh cử của ông Donald Trump vào năm 2018. Lewandowski là người được cho là cho đến giờ vẫn có được cái tai của ông Donald Trump, tức là Lewandowski vẫn nói những cái điều mà ông Trump nghe, thì đó là cái lợi thế của bà Noem. Bây giờ Cộng Hòa họ cũng đang rất lo ngại, họ muốn làm mới hình ảnh,
thì liệu có cái chiếc vé một vị nữ phó tổng thống liên danh với tổng thống Trump vào năm 2020 này hay không? Tin đồn. Cho tới này đều là tin đồn hết, thành ra mình vì anh Duyên không có muốn nghỉ thay cho bà Christine á, bà có những cái lý do riêng của bà. Nhưng mà bây giờ nếu mà anh làm một cái analysis, một cái political analysis, một cái phân tích về chính trị, nếu mà mình là một nhà báo, mình là một cái người phân tích về chính trị đó, thì anh nói rằng là cho tới giờ phút này mà bà đang là governor, mà bà giống như giống như gamble, cờ bạc đó, mình đang có tiền mà mình đặt vào cái cửa này đó, mà cái cửa này thua nhiều hơn thắng đó, thì cái gamble đó là không có hay. Thì bây giờ sở dĩ mà anh Dương nói như vậy là tại sao? Thứ nhất á, là mình hiểu Corey Lewandowski là ai. Toàn bộ cái staff của Donald Trump, mà trước khi Donald Trump làm tổng thống đó, Donald Trump mướn luật sư không phải là để mà tranh đấu với thiên hạ về luật, mà luật sư của Donald Trump nó cũng tương tự như là những cái anh mà gọi là consigliere của mấy ông bố già vậy đó. Tức là cái tactic của họ là thứ nhất ngang ngược, thứ hai là dùng cái tiền, dùng cái thế lực để bắt nạt người ta. Chính vì vậy cho nên họ đi bắt nạt những cái người yếu thế thì hay, chứ còn thực sự mà ra mà đấu đá bằng bằng luật đó thì họ thua. Trong mấy ngàn cái vụ vụ kiện của Donald Trump, cái dạng nó giống nhau. Corey Lewandowski là một trong những cái dạng đó, cho nên cái cách mà he carry himself ở các cái interview hay là đi phỏng vấn đó là cứ nói càng. Trước khi mà Michael Cohen mà ở tù đó, Michael Cohen với nói chuyện cũng y hệt như là Corey Lewandowski vậy. Tới chừng mà gọi là bị sa cơ, bị điều tra rồi rồi lúc đó mới nói thật những cái điều về Donald Trump đó, thì bây giờ người ta mới biết rằng là đấy là làm việc cho Trump mình phải có những cái cá tính như vậy. Thì cái tên Corey Lewandowski này cũng y hệt như vậy thôi. Thành ra anh Dương nói sở dĩ mà Corey Lewandowski thành công ở tiểu bang South Dakota là tại vì cái tiểu bang đó là ngàn đời, nó là tiểu bang đỏ, và cái số người ở đó họ cuồng lắm. Thành ra cái bà Christine này bà thắng cử ở đó. Nhưng mà cái khó của những cái người làm chính trị là nếu mà cái tầm nhìn của họ chỉ ở trong cái purview, ở trong cái lãnh thổ của họ thôi đó, họ sẽ không nhìn thấy ở bên ngoài. Thành ra bây giờ nếu mà ra khỏi cái South Dakota đó là bà Christine bà không có cái giá trị gì hết đó. Mà nếu mà bây giờ vào cái lúc chót này, vào cái giờ thứ 25 này đó, mà bà lại join tổng thống trong cái ticket đó, thì coi như là cả cái vốn liếng chính trị của bà vất đi luôn. Nếu mà một cái người khôn ngoan thì người ta sẽ nói là không, tôi đang là governor của South Dakota, tôi là vua một cõi, không có cần dính với là tổng thống Trump. Còn nếu mà tôi dính với tổng thống Trump đó mà không đắc cử đó, khi tôi quay trở lại đó, có thể tôi tay trắng. Cái bài học mà rõ ràng nhất là của ông Jeff Sessions. Jeff Sessions đang là một nghị sĩ ngon lành, một nghị sĩ mà ở trong cái tiểu bang của mình là gọi là Alabama, là mình ngon lành đó, tự nhiên phò tổng thống Trump rồi cái bỏ cái chức nghị sĩ đi qua làm bộ trưởng tư pháp cho tổng thống Trump, tới chừng mất cái chức bộ trưởng tư pháp quay trở lại để mà run cho cái chức nghị sĩ trở lại đó, thì bị một cái người cộng hòa khác, người ta đã thế chỗ đó, người ta run rồi, thành ra ngay cả cái vòng sơ bộ ông Jeff Sessions cũng bị out nữa. Cái định mệnh đó đó, cái thân phận đó nó sẽ áp dụng cho cái bà Christine này. Cho nên anh Duy nghĩ rằng là bà đang 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 gọi là đánh bóng cái hình ảnh của mình trong cái đảng Cộng hòa mà bà nghĩ đó thì ok. Nhưng mà nếu mà bà nghĩ rằng là tới giờ phút giờ thứ 25 này mà vẫn còn bám tổng thống Trump để mà lên cái liên danh tổng thống Trump đó, nguy hiểm cho cái sự nghiệp chính trị của bà. Cái đó là cái phân tích tự nhiên của một người mà Cảm phân ơn, tích chính trị. cảm ơn luật sư Dương. Nhưng mà quý vị có biết là cũng liên quan đến bà Christine vào hôm Chủ nhật vừa qua thì tờ New York Times họ đã có đăng một cái bài, họ có một cái bài
Và trong đó cho biết là Tổng thống Donald Trump đã muốn cái khuôn mặt của mình cũng xuất hiện trên cái Mount Rushmore. Mà quý vị biết bây giờ cái Mount Rushmore thì có 4 hình vị Tổng thống, ông George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Lincoln. Bây giờ Tổng thống muốn mình có ở trên đó. Và Tổng thống vào sáng ngày hôm nay thì ông đã lên Twitter, ông bảo rằng là lại một lần nữa tin giả từ New York Times và tin giả từ Lowry ở CNN. Ông coi đây là tin giả. Nhưng mà ông còn thầm thêm một câu nữa: nhưng mà it's a good idea, tức là đây là một ý tưởng tốt. Nhưng mà quý vị biết đâu có phải là Tổng thống chưa bao giờ nhắc đến cái chuyện này đâu. Cũng theo lời bà Christine Ohm, bà chia sẻ với một cái tờ báo địa phương rất là lớn, thì bà nói rằng, bà kể lại cái câu chuyện là bà tới phòng bầu dục gặp Tổng thống và Tổng thống bảo lại đây, bắt tay, và bà đã bắt tay và bà nói Tổng thống là thưa ngài này, nên đến South Dakota đi, chúng tôi có Rushmore. Thì ông Trump bảo rằng là cô có biết là tôi có một cái ước mơ là cũng có mặt ở trên đó hay không. Thì bà kể lại là khi bà nghe vậy thì bà cười lớn, nhưng mà Tổng thống không có cười, tức là ông rất là serious. Rồi tại một cái buổi vận động tranh cử thì ông Trump cũng đã nói với những người ủng hộ của mình như vậy. Và ông bảo rằng nếu như nhiều khi tôi nói tôi chỉ có đùa thôi thì truyền thông họ sẽ mổ xẻ, họ bảo rằng là tôi muốn nói cho nên là tốt hơn hết là tôi không nói. Nhưng mà thực sự là Tổng thống có cái mong muốn đó. Có cái mong muốn được lên trên cái Mount Rushmore. Bây giờ câu hỏi kế tiếp mà Hương Giang đặt cho luật sư Dương. Luật sư Dương, bây giờ thì những người thất nghiệp, những người bị mất công ăn việc làm, những người bị cắt giờ có thể tiếp tục được nhận tiền trợ cấp liên bang về thất nghiệp vậy? Okay. Mình sẽ trả lời sẽ trả lời câu hỏi của Hương Giang. Nhưng tại Hương Giang nói về cái Mount Rushmore đó, thì thứ nhất Tổng thống nói rằng là ô tôi đùa mà. Nhưng mà qua những cái gì mà những cái việc mà nó đã xảy ra, mình biết Tổng thống không có đùa. Có nghĩa là Tổng thống nói là cái giải Nobel, tôi cũng muốn giải Nobel, tôi cũng muốn được người ta để nghĩa là tôi là cái người mà làm mọi sự, mà tôi làm nhiều cho người da đen hơn cả ông Abraham Lincoln. Tôi tôn trọng phụ nữ kinh hoàng lắm, trời ơi, tôi nghĩa là không ai mà tôn trọng phụ nữ bằng tôi, đại khái nó như thế. Thành ra cái đó không phải là đùa. Và nhất là khi cái tin mà nó đi đến các cái tờ báo, mà mấy cái tờ báo tung ra đó, thật sự nếu mà tin đó mà tin giả đó là kẹt cho mấy tờ báo lắm. Mà bây giờ bà Christine bà hoàn toàn không nói gì cả, thành ra mình biết thôi, thì cái đó nó cũng là thật rồi. Tổng thống nghĩ mà, nếu mà nói về đạo, Tổng thống nhiều khi biết đạo nhiều hơn Đức Giáo Hoàng nữa, thành ra không lại vậy đó. Trở lại cái câu hỏi của Hương Giang là bao giờ mới lãnh thêm cái tiền gọi là trợ cấp thất nghiệp của liên bang. Ok, thì cho tới giờ phút này mình biết là Dân Chủ với Cộng Hòa họ cũng đang làm việc với nhau. Chúng ta biết là Dân Chủ họ muốn cái gói cứu trợ đó là 3.400 tỷ. Tại sao nhiều như vậy? Thứ nhất là họ muốn trả cho mỗi một người thất nghiệp là 600 đồng. Thứ hai, họ muốn có tiền để đưa cho các nhà thương, các cái cơ sở địa phương ở các tiểu bang, để trường học, vân vân. Họ muốn có những cái đó. Và cái đó là cái cơ bản. Thì bên phía bên Cộng Hòa thì họ nói không, không có đưa tiền cho trường học, không có đưa tiền cho nhà thương, không đưa tiền cho các tiểu bang, không cho đưa tiền cho các county gì hết. Mà trả thì cũng không có trả 600 đồng nữa, trả 200 đồng một tuần thôi. Và nhất là bên Cộng Hòa họ nói rằng là hễ mà đưa cái tiền thất nghiệp đó thì phải ép mấy người này đi làm mà lỡ mà có bị coronavirus đó thì không có buộc là mấy cái hãng mà ép người ta đi làm nó phải là hoàn toàn không có trách nhiệm. Chứ chẳng hạn bây giờ cái đây là tôi là có một cái hãng thịt, tôi ép nhân viên đi làm, nhân viên bị coronavirus về mà khai workers comp đó thì là tôi kẹt. Thành ra họ muốn ép người công nhân đi làm, và đi làm sống thì sống mà chết thì chết, không được quyền kiện. Đó là thành ra cái khoảng cách giữa Dân Chủ với Cộng Hòa nó vì những cái điểm đó cho nên họ mới không được đạt được cái đồng thuận. Bên phía bên Dân Chủ thì nói thứ nhất là ngay bây giờ đó biểu công nhân mà đi làm, tại vì đảng Cộng Hòa nói rằng là cho họ tiền họ không chịu đi làm, thì đảng Dân Chủ nói là không phải vậy, bây giờ có ép họ đi làm đi nữa cũng không có việc cho họ làm. Bây giờ mình đi vô cộng đồng Việt Nam nè, tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng rồi đóng cửa hết, bây giờ mình biểu mấy người đó đi làm họ cũng không có việc làm nữa. Cho nên đảng Dân Chủ họ nói
bây giờ những người đó có đi muốn đi tìm việc làm cũng không có nữa, mà người ta lại cần tiền, người ta sống qua cái đoạn này phải trả người ta 600 đồng một tuần. Còn Đảng Cộng Hòa nói hãy mà trả 600 đồng một tuần đó thì mấy người đó ở nhà họ không đi làm. Bên nào cũng có lý, nhưng mà nếu mà mình nói theo cái tình huống của cái những người thất nghiệp đó thì mình thấy là dân chủ có lý hơn. Nhưng mà bây giờ hai bên không đạt được đồng thuận. Cái thứ hai họ bác họ nói là bây giờ mà họ ép đi làm mà nó đi ra nhà hàng mà thí dụ rồi bị nhiễm virus á, không được quyền kiện chủ nhà hàng thì dân chủ nói là không, bây giờ thì mình đã làm vậy rồi đó thì người ta vẫn người tại vì nhà hàng ta cũng có workers comp, người ta cũng có quyền claim workers comp vậy. Cộng hòa họ muốn bảo vệ mấy cái hãng bảo hiểm của workers comp đó, họ nói là không được quyền claim những cái điểm khác đó, mình thôi thì mình cứ 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 dẫn tới. Thành ra hai bên không có đạt được cái đồng thuận đó thì tổng thống mới nói là bây giờ tôi ký cái executive order. Thì trước khi mà cái sắc luật hành pháp mà anh với Hương Giang đi chi tiết đó thì Hương Giang chia sẻ là tổng thống đã ký những sắc luật nào. Thưa quý vị, đúng là như vậy, tình hình thì Hương Giang đã chia sẻ với quý vị rồi. Trước đó thì Tổng thống cũng như là ông Steven Mnuchin hay là ông Mark Meadows đều tỏ dấu hiệu là sẽ có những cái hành động hành pháp. Và cuối tuần vừa qua thì Tổng thống đã ký 4 cái sắc lệnh mà Hương Giang nghĩ là ở ngoài kia rất là nhiều quý vị đã biết, bởi vì quý vị quan tâm đến cái số tiền mà trợ cấp thất nghiệp nó sẽ như thế nào, liệu quý vị có nhận được 1.200 Mỹ Kim nữa hay không. Cái vấn đề là tại vì ở bên ngoài thì người ta nghĩ rằng là Tổng thống có cái thẩm quyền như vậy, Tổng thống có cái thẩm quyền là sẽ trợ cấp thất nghiệp cho quý vị, Tổng thống có cái thẩm quyền là sẽ hoãn cái thuế tiền lương cho quý vị, thì hay là Tổng thống có cái quyền là hỗ trợ tài chánh để cho quý vị đối với vấn đề mà người thuê mướn nhà. Thì đó là lý do mà Hương Giang mời luật sư Nguyễn Hoàng Dương tới đây. Trước khi mà đi vào cụ thể 4 cái sắc lệnh này như thế nào thì Hương Giang cũng chia sẻ với quý vị là sau khi ký xong thì ngày hôm qua Tổng thống bảo là dân chủ bắt đầu liên lạc với Tổng thống bên hành pháp để muốn thương lượng. Nhưng mà vào ngày hôm nay thì bà Pelosi cũng như là ông Schumer, hai lãnh đạo của dân chủ, họ bảo là họ không có liên lạc và cũng không có bất cứ một cái nối lại cái thương lượng với bên tòa Bạch Ốc. Và ông Steven Mnuchin, tức là Bộ trưởng Bộ Ngân khố, ông cũng xác nhận cái tin này, tức là không có chuyện. Bây giờ quay trở lại, 4 cái sắc lệnh mà Tổng thống ký là sắc lệnh gì? Cái quan trọng nhất mà quý vị quan tâm đó là cái sắc lệnh là quý vị nhớ là vào ngày 27 tháng 7 vừa qua là cái tiền trợ cấp thất nghiệp của liên bang 600 đô mỗi tuần thì nó đã hết rồi. Và bây giờ cái sắc lệnh này là tiếp tục mở rộng, tức là tiếp tục gia hạn cái trợ cấp liên bang. Và bây giờ cái số tiền này á, là số tiền 400, nhưng mà thực ra 400 không phải, thưa quý vị. Liên bang chỉ bỏ ra 300 thôi, và các tiểu bang phải bỏ vô thêm 100 nữa thì làm thành 400. Và cái điều này nó đã vấp phải một số cái phản đối của các tiểu bang. Quý vị biết California nếu mà bỏ ra đó, nếu mà bỏ ra 100 đô cho mỗi người đó thì chỉ một tuần thôi là 700 triệu đi không. Đó là cái số tiền mà tiểu bang California tính. Nhưng mà Tổng thống thì khi mà ông ký sắc lệnh, ông bảo sẽ có một cái số ngoại lệ. Mà ngoại lệ ở đây mà Hương Giang được biết là cụ thể ở đây là đã có Ohio được ngoại lệ rồi. Và cái sắc lệnh thứ hai là cái sắc lệnh là tạm hoãn thuế tiền lương, tạm hoãn cho đến cuối năm nay. Nhưng mà quý vị biết là nếu như mà tạm hoãn thuế tiền lương thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Bởi vì thực sự đó, Hương Giang muốn luật sư Dương phân tích là cái chuyện hoãn thuế tiền lương hoặc là cái chuyện mà liên quan đến thuế tiền lương thì là cái cán cân quyền lực nó thuộc về đâu? Về bên hành pháp hay là bên lập pháp? Bây giờ ông Tổng thống ông nói là tôi tạm hoãn cái thuế tiền lương cho đối với những người mà có thu nhập từ dưới 100 ngàn một năm và cho đến cuối năm nay. Nhưng mà quý vị có biết là thuế tiền lương, cái tiền lương đó đi về đâu không? Quý vị, cái thuế đó đi về đâu? Thuế đó đi vào quỹ an sinh xã hội, thuế đó đi vào chương trình Medicare. Nếu như mà hoãn thuế tiền lương, tức là ở đây hai cái chương trình đó nó sẽ mất một cái số tiền. Và Tổng thống nói một câu như vậy nè: nếu như tôi đắc cử thì tôi sẽ cho vĩnh viễn luôn, tức không thu thuế tiền lương nữa. Thưa quý vị, đây là một cái câu hỏi mà đặt một cái dấu hỏi rất là lớn. Một cái sắc lệnh nữa đó là sắc lệnh bảo vệ những người mướn nhà. Nhưng mà thưa quý vị, thực ra cái sắc lệnh này nó cũng có một số cái điểm ở trong đó. Tức là bảo vệ không có nghĩa là bây giờ cho những người mướn nhà một cái số tiền ngay lập tức. Nhưng mà ông
yêu cầu ông ra chỉ thị cho Bộ Lao động, cho Bộ Lao động làm việc với Bộ Ngân khố để quyết định xem thử là liệu những người nào mà có cần thiết là phải giúp họ, hỗ trợ họ để họ không có bị đuổi ra khỏi nhà mà trong cái mùa đại dịch này hay không. Tức là cái chi tiết nó còn nhiều lắm. Và thêm một cái sắc lệnh nữa, đó là sắc lệnh về cái khoản vay đi học của sinh viên. Bây giờ quay trở lại cái sắc lệnh mà người ta quan tâm nhất, đó là cái sắc lệnh về trợ cấp thất nghiệp. Bây giờ cái cán cân mà Hương Giang hỏi là ai có quyền trong cái vấn đề này? Ok, cái tiền trợ cấp thất nghiệp đó Hương Giang cũng đã trình bày rõ rồi. Nhưng mà cái câu hỏi là ai có cái power để làm cái chuyện đó thì hiến pháp nói rất là rõ ràng là cái thứ nhất, tổng thống thì có quyền, gọi là cái số tiền mà quốc hội đưa qua đó thì tổng thống được phải chỉ dùng được trong cái khoản đó thôi và cho cái cùng cái mục đích đó thôi. Còn hỏi rằng là cái khoản là bao nhiêu tiền dùng cho mục đích gì đó thì cái đó nó gọi là cái spending power. Thì cái spending power, thưa quý khán thính giả, là trong hiến pháp nó viết rõ ràng là chỉ có quốc hội mới có cái spending power đó thôi. Có nghĩa là chi bao nhiêu và chi vào cái gì, cái đó là do quốc hội. Cho nên khi tổng thống mà ký 400 đồng đó thì rõ ràng là tổng thống đang không có cái quyền để làm cái chuyện đó. Nhưng mà tổng thống nói là quốc hội mà không cho tôi tiền đó thì hiện giờ đây nè, trong cái ngân sách năm 2020 đó, nó có một cái số tiền nó gọi là tiền để cứu trợ khẩn cấp thiên tai bão lụt gì đó, thì tổng thống hiện nói là còn dư khoảng vài chục tỷ, vài trăm tỷ gì đó. Tổng thống sẽ dùng cái số tiền đó để mà trả thất nghiệp cho những cái người công nhân. Thì cái đó là tự cái bản chất của nó là mình sửa lại cái quyết định của quốc hội. Thành ra nếu mà giả sử quốc hội mà challenge đưa tổng thống đi ra tòa đó thì tổng thống sẽ thua. Nhưng mà ngay bây giờ đây là cái chiến thuật của tổng thống nè. Tổng thống sẽ win by losing. Có nghĩa là nếu mà bây giờ quốc hội mà họ đưa tổng thống ra tòa mà họ thua đó thì tổng thống sẽ lose. Nhưng mà by losing đó tổng thống win, có nghĩa là tổng thống sẽ nói với những người mà ủng hộ tổng thống đó, thấy chưa? Tôi là cái người muốn cho tiền quý vị mà mấy người này đi ra tòa cản tôi, thành ra tôi không cho được. Thành ra cái đó là một cái chiến thuật mà win by losing đó, đó là cái mà người ta đang nói tới. Nhưng mà cái kẹt là bây giờ quốc hội không thể không làm. Bởi vì nếu mà quốc hội mà để cho tổng thống dẫm lên cái quyền của mình muốn xài gì xài đó, thì những người tổng thống trong tương lai họ nói đây là cái tiền lệ. Nếu mà ông tổng thống này làm được thì trong tương lai tổng thống dân chủ cũng làm được, tổng thống cộng hòa cũng làm được. Thì cái nước Mỹ của chúng ta sẽ trở thành một cái nước giống như là của Tập Cận Bình hay là của Nguyễn Phú Trọng vậy đó. Có nghĩa là bên phía bên chính phủ mà muốn cái gì đó là cứ xài tỉnh bơ. Thành ra chúng ta đang soi mòn cái nền dân chủ. Cho nên tổng thống muốn là đưa ra cái sắc luật này đó, là nếu mà tổng mà tức là tổng thống quậy để cho người ta đưa tổng thống ra tòa, để rồi tổng thống thua ở tòa, losing, nhưng mà lại win. Thì cái đó là cái cách mà tổng thống làm. Thì thôi thì cái chuyện đó là cái chuyện chính trị. Nhưng mà anh trở lại, tổng thống không có quyền. Cái quyền trong hiến pháp nó nói rất rõ, quyền đó là quyền của quốc hội. Một cái điểm thứ hai là đó, thì nó là về cái gói cứu trợ rồi. Thành ra mình biết là đây là cái chuyện mà tổng thống vẫn làm từ cái lúc mà ổng chưa là tổng thống đó. Ổng có cái thói quen đó. Khi mà ổng ở trong gia đình của ổng cũng vậy nữa. Khi mà được người cha tin rồi tổng thống quậy nát hết, và người cha nói rằng là để mà cứu cho cái sự thể nó đừng có tệ hơn đó, thì ông cha lại chi tiền. Ông cha đã từng đi tới cái sòng bài của tổng thống đó. Ông cha mua hơn 3 triệu cái chip, bỏ tiền ra để bơm tiền vô rồi đem chip về, chứ còn không có đánh bài. Bằng như vậy thì người cha được quyền khai thuế và người con cũng được quyền có tiền để mà run. Thành ra Donald Trump làm nhiều cái điều như vậy mà get away trong cái cuộc đời của mình rồi. Chính nhà băng trước khi mà họ cạch tổng thống ra, họ không chơi với tổng thống đó, là tổng thống cũng đã quậy rồi, cũng đã kiện rồi. Người ta vì sợ cái thiệt hại của người ta mà người ta cũng nghĩa là làm giảm nhẹ cái này cái nọ. Thành ra tổng thống get away. Sau khi mà get away xong thì cả chính nhà băng nói tôi không chơi với ông Trump nữa. Thì bây giờ mình cái chuyện nó đang gặp lại trước mắt nè, là tổng thống đang quậy
Nhưng mà Quốc hội nói rằng là bây giờ nếu mà mình không làm gì á thì nó kẹt cho cái bản hiến pháp. Thành ra mà nếu mà mình làm á, nếu mà mình làm gì thì tổng thống thua chắc chắn. Nhưng mà sau đó người ta không có chơi với tổng thống nữa. Đại khái nói như vậy để mình hiểu, thì cái đó là cái về về cái luật mà của 400 đồng cái tiền thất nghiệp. Cái sắc luật thứ hai của tổng thống đó, cái sắc lệnh mà nó liên quan tới cái tiền payroll tax, thì Hương Giang nói hồi nãy đúng là, thưa quý khán thính giả, thí dụ bây giờ một người mình là chủ mà mình mướn một nhân viên, thí dụ nha, nói con số cho dễ thôi, thí dụ như người nhân viên mà lãnh 1.000 đó, thì mình phải nói là mình phải lấy 100 đồng mình đóng vô cái payroll tax, mình chặn 100 đồng đó mình đóng vô payroll tax để thì nó trả vô cái Medicare và nó về trả vô cái tiền về hưu, cái tiền Social Security. Nhưng mà người 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 công nhân đó trả 100 thì cái hãng đó, người chủ đó cũng phải match, tức là hãng phải lấy riêng tiền của hãng match 100 đồng đó. Nhờ vậy mà Social Security với Medicare mình có 200 đồng. Thì nếu mà bây giờ chúng ta biết là theo những cái ước tính bây giờ, người ta nói là nếu mà giả sử mà tổng thống mà ngưng theo cái kiểu này đó, thì có thể là cái quỹ của Medicare và cái quỹ của Social Security nó sẽ bị ngắn đi rất là nhiều. Trước mắt là thấy ngắn ít nhất là 3 năm. Nhưng mà tổng thống nói như thế này, cái luật mà tổng thống đưa ra nói là mình hoãn từ đây cho tới cuối năm không thu. Nhưng mà sau đó tổng thống mới ra lệnh cho cái ông mà bộ trưởng ngân khố đó là phải làm việc như thế nào để mà tìm cách mà tha luôn. Thì nếu mà tha thì ai có lợi? Mỗi một người công nhân như chúng ta mỗi mỗi người nói là ok, mình được 100 đồng. Nhưng mà những cái chủ của chúng ta như là hãng Amazon, như là hãng Apple, như là hãng Microsoft này đó, những cái hãng lớn đó là bởi vì họ có nhân viên rất là nhiều. Tức là mình thì được 100 đồng nhưng mà họ được 100 triệu. Thành ra cái chuyện mà tha cái payroll tax này thực sự ra là lại làm giàu cho cái các hãng nữa. Năm 2018 cũng vậy, nói là hạ thuế, nhưng mà hạ thuế đó cho tới giờ phút này người công nhân mình đâu có thấy hạ cái gì đâu. Mình một cái paycheck mình thấy giảm đi 10 đồng, 20 đồng. Các cái công ty đều nghĩa là gom lại đó, cho tới giờ phút này cái ước tính của họ lấy tới vài ngàn tỷ. Mà trong các cái đại công ty đó có những công ty mang tên Trump. Ương Giang thấy không? Thành ra người ta chỉ trích cái chuyện là tổng thống đang muốn rút ruột chương trình Medicare, rút ruột chương trình Medicare, yes, cái người công nhân được chút chút, nhưng mà các cái hãng lại nắm trong tay vài trăm triệu tới bạc tỷ nữa, thì đó lại là một cái chỉ trích. Nhưng mà hỏi rằng là cái quyền nó nằm ở đâu? Thì một lần nữa, cái quyền taxing, có nghĩa là cái quyền đánh thuế đó, là cái quyền nó nằm trong tay Quốc hội. Tổng thống không có cái quyền, mà tổng thống cứ làm, thành ra chắc chắn chưa có áp dụng đâu. Nhưng mà nếu mà tổng thống thực sự mà muốn áp dụng đó là người ta lại lôi ra tòa, mà người ta lôi ra tòa thì tổng thống sẽ thua ở tòa, nhưng mà by losing đó thì tổng thống lại win, Thầy Nguyên về mặt chính trị, lại win về mặt tôi không có nói đâu xa hết. Luật sư Duyên, trong cộng đồng Việt Nam của mình bây giờ ào ào lên, ông Trump cho tiền, ông Trump cho tiền, sắp được có tiền forget rồi. cái đám cóc cắn của Việt Nam mình đi. Cái bởi vậy mà mỗi một lần mà nói ra, nói cái stupidity đó, cái sự ngu đần đó, nó lên tới mức độ thành ra đừng có nói tới cái đám cóc cắn của mình nó thẳng. Nhưng Nhưng mà mà phải nói như vậy, chỉ có khoảng 30 tới 35% mà của Việt Nam mà vẫn còn tin vào những cái điều đó thôi. Bởi vì hôm nọ anh đọc một cái bài báo, một người cũng niên trưởng mà viết là tôi dò thăm cộng đồng Việt Nam nói 65% ủng hộ tổng thống Trump. Anh Dương đọc anh nói thiệt không vậy? Coi tất cả những cái kết quả bầu cử chính thức của county mình và của California đó, thì cái số cộng đồng Việt Nam mà không bầu cho Donald Trump, có nghĩa là bầu cho Hillary đó, 65% bầu cho Hillary, con số nó còn rần rần ở đó, và chỉ có 35% bầu cho Trump thôi. Mà cứ mình có một cái niềm tin giả tạo đó là trời ơi, cộng đồng mình nó phò Trump dữ dữ lắm. Anh nói thật, tất cả những cái tin đó là bullshit, cái tin đó là tin Hương Giang giả, không không có có thật. số liệu thống kê cho nên Hương Giang không anh thể nói được. thật, anh Duyên nói là bởi vì anh Duyên có số liệu, mà quý khán thính giả chỉ cần Google lên thôi, là mình nói rằng là cái kết quả bầu cử của năm 2016 phiến liệt, nhưng cái điều đó không quan Nhưng trọng. mà bây giờ nè, Hương Giang muốn nói quý vị là quý vị hãy khoan vội mừng, bởi vì cái sắc lệnh của tổng thống, bởi vì như vào luật sư Dương
vừa mới phân tích cho quý vị, cái này nó không có thuộc thẩm quyền của Tổng thống mà Tổng thống vẫn ký cái sắc lệnh, là lý do tại sao thưa quý vị, kiếm phiếu. Và tại vì như ông nói là nếu như mà ông đắc cử, ông tái đắc cử thì ông sẽ cho luôn cái phần thuế lại, tiền lương lại là nó bậy nữa. Dạ, yeah. Thì đây mình thấy rõ ràng là về mặt chính trị, cũng như Hương Nhân chia sẻ là cộng đồng Việt Nam nhiều người tin rằng cái này là về mặt kiếm phiếu. Dẹp thôi, dẹp cái cộng đồng Việt Nam qua bên đi. Bây giờ anh muốn trình bày nha, cái chuyện mà kiếm phiếu không có cái gì sai hết á. Tất cả những người ứng cử viên họ làm những cái điều gì họ cũng kiếm phiếu. Chỉ có cái là cái cách kiếm phiếu đó là có những người người ta làm mà người ta vận động, người ta làm đúng. Còn có những người mà đi kiếm phiếu bằng tất cả những cái gian dối, bằng tất cả những cái lòe bịp. Chẳng hạn những cái câu nói như vậy anh nghe anh khó chịu. Nói rằng là nếu mà lên cái xe bus này đó mà bầu cho đảng Dân Chủ đó là bị ở tù. Tức là mình biết cái câu đó nó sai mà người ta vẫn nói. Cái đó mới là cái vấn đề. Thành ra nói rằng là chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà hình như là ngay anh Duyên thì không có Dân Chủ, không có Cộng Hòa. Anh Duyên chỉ có cái bản hiến pháp thôi. Nhưng mà anh nói, ủa, từ cái thuở nào mà tự nhiên mình nghe những cái câu chói tai như vậy? Thành ra thôi, cái đó mình dẹp qua một bên. Trở lại, còn hai cái phần còn lại trong cái bốn cái sắc lệnh đó. Cái sắc lệnh thứ nhất là cái sắc lệnh thứ ba đó. Là cái vụ mà Renter đó. Thì Hương Giang cũng đã nói rồi là ngay bây giờ nếu mà mình ở mà mình mướn ở nhà bên ngoài đó mà mình không có trả tiền nhà đó là người ta vẫn đưa mình đi ra tòa. Cái sắc lệnh của Tổng thống không có ngưng được cái chuyện đó. Sắc lệnh của Tổng thống chỉ nói là chương trình housing hay là chương trình nhà mà được giảm giá đó thì Tổng thống sẽ tìm cách để mà gọi là trì hoãn cho mình được ở lại. Nhưng mà cái đó nó rất là yếu. Còn cái vấn đề mà của tiền nợ học trò đó, yeah, thì hoãn có nghĩa là tháng 9, 10, 11, 12 không trả. Nhưng mà cái số tiền mình nợ nó vẫn dồn lại, nó để ở đó trong tương lai, nó nhập vô số vốn mình vẫn phải trả như thường. Thì cái đó nó rõ như vậy. Yeah. Nhưng mà quay trở lại, Hương Giang nhắc nhở quý vị là quý vị chưa có vội mừng. Lý do tại sao Tổng thống ký sắc lệnh nhưng mà bao giờ có hiệu lực thì chúng ta không có câu trả lời. Bởi vì trong ngày hôm nay, chẳng hạn như là bà Ms. Inani, phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc, bà không có trả lời được cái câu hỏi này. Bởi vì ngay cái căn cứ pháp lý thì nó đã có cái sự bấp bênh rồi. Chính vì vậy mà chúng ta không có cái câu trả lời được là khi nào thì những cái sắc lệnh này nó bắt đầu. Đặc biệt là hai cái sắc lệnh mà liên quan đến tiền bạc, liên quan đến cái thẩm quyền của Quốc hội thì nó không có biết là bao giờ có hiệu lực. Chính vì vậy quý vị hoan mừng, Hương Giang sẽ cập nhật, sẽ luôn đưa tin về cái vấn đề này cho quý vị. Nhưng mà tại vì nói về cử tri, nói về bầu cử, luật sư Dương có thấy là Hương Giang, theo quan sát của Hương Giang đó, cử tri của mình nói chung đó có một cái xu hướng là chỉ nhắm vào một vấn đề mà thôi. Tức là thông thường đó quý vị, khi mà bỏ phiếu bầu cử cho một ứng cử viên nào thì mình xem thử là ứng cử viên đó có những cái chương trình nghị sự mà nó phù hợp với cái nhu cầu, cái lợi ích của mình hay không. Cử tri Việt Nam nói riêng hay là cử tri nói chung thì họ có cái xu hướng là chỉ vì một vấn đề thôi. Chẳng hạn như là những người cử tri theo đạo Thiên Chúa đi. Thì đạo Thiên Chúa thì luật sư Dương biết rồi, họ có nhiều cái principle của họ lắm. Nhưng mà chỉ vì một vấn đề là phá thai mà họ có thể bỏ qua những cái principle khác. Chẳng hạn như ly dị nè, Tổng thống cũng ly dị, ngoại tình cũng có, sàm sỡ cũng có. Thì cử tri ở Thiên Chúa Giáo thì họ có cái khuynh hướng như vậy, có cái xu hướng như vậy. Bây giờ mình hỏi ai? Nếu mà hỏi về Thiên Chúa Giáo thì anh hỏi ông Giáo Hoàng. Ông Giáo Hoàng là đồng ý với Tổng thống hay là chống Tổng thống? Từ vấn đề di dân cho tới mọi vấn đề, chắc chắn là ông Giáo Hoàng chống Tổng thống rồi. Nhưng mà cái người giáo dân, thực sự mình nói người giáo dân nó cũng oan. Có rất là nhiều người, nghĩa là một lần nữa, một cái thiểu số nhỏ ở trong một cái đạo nào đó, anh Duyên không có tiện nói cái đạo này, người ta tin gì thôi, nhưng mà cái số người, hỏi là bây giờ, trong cái cộng đồng của mình đây nè, một cái người mà đi ra mà làm từ thiện, mà lấy tiền từ thiện xài việc riêng đó, là về mặt đạo, về mặt đời gì cũng sai hết á. Tổng thống Trump đi ra tòa thua, bị phạt 2 triệu đã là đã dùng cái tiền từ thiện cho việc riêng. Bị New York đó là cấm không có được quyền gọi là run mấy cái công ty đó ở New York nữa. Thì bây giờ
bây giờ hỏi một người nói ô nhưng mà ông chống phá thai, ông chống phá thai hồi nào, có cái record nào Donald Trump chống phá thai không? Mà ngay cả nếu Donald Trump chống phá thai đó, cái chuyện mà mở đại học ma, lấy cái tiền từ thiện bỏ vô túi mình, nói láo 20.000 lần, đạo nói như thế nào? Thành ra mình nói như vậy, anh Duyên tránh cái vấn đề tôn giáo ra là tại vì những cái người mà tuyên bố là tôi theo đạo Thiên Chúa cho nên tôi nói thế này đó, mấy người đó là BS. Còn những cái người mà thực sự người ta đúng là những người người ta đi theo, người ta có những cái căn bản đạo đức, có những cái nhân cách đó, là người ta nói rằng tất cả những cái chuyện nói đó đều là bá láp, đều là BS hết. Đứa cháu ruột của ổng mà viết một cuốn sách, mình đọc cái cuốn sách đó xong đó là mình muốn buồn nôn luôn về cái cá nhân này. Nhưng mà người ta thờ, người ta cứ thờ. Thành ra cái vấn đề đó mình không có muốn bàn ở trên cái chương trình. Không, nhưng mà nói thêm nữa, bây giờ tại vì nói về bầu cử, về cử tri, bây giờ cử tri Việt Nam mình nè, tại sao như luật sư Dân đó có 30-mấy% ủng hộ tổng thống, là tại vì cái lý do Trung Cộng, cái lý do Trung Quốc. Tại vì người ta tin rằng tổng thống sẽ kiềm chế được Trung Quốc, và người ta, cử tri có xu hướng là sẽ bỏ qua những cái vấn đề khác, chẳng hạn như là vấn đề độc tài. Chúng ta thấy là chúng ta đang có một sự luôn, nói luôn. Anh Như nói luôn, nếu mà mình nói về vấn đề Trung Quốc thì mình phân tích về vấn đề Trung Quốc, đừng có phân tích về cái vấn đề bầu cử. Là tại vì nếu mà dẫn tới từ Trung Quốc mà tới cái vấn đề bầu cử đó, nó mà người ta chỉ nhìn hẹp đó, thì anh Duyên lại thấy cái stupidity, cái sự ngu đần nó nằm trong đó. Thành ra mình nói ra thì nó lại kỳ. Bây giờ anh hỏi nè, ai cũng biết là Trung Quốc là đang cạnh tranh với Mỹ. Dùng cái chữ kẻ thù thì chưa đến mức độ là kẻ thù, nhưng mà rõ ràng là anytime mà Trung Quốc muốn là cũng muốn lấn Mỹ. Đối với Việt Nam là Trung Quốc luôn luôn muốn nuốt chửng Việt Nam. Vậy thì cái để mà chống Trung Quốc đó, là mình phải hiểu là cái gì? Muốn chống Trung Quốc là mình phải có liên minh, mình phải có Canada, mình phải có Âu Châu, mình phải có Nhật Bản, mình phải có Nam Hàn, mình phải có Đài Loan, mình phải có Việt Nam thì mình mới bao vây được Trung Quốc. NATO mình phá hủy, Canada mình chọc giận Canada, Nhật Bản thì mình đòi hăm he rút quân, Nam Hàn mình đòi hăm he rút quân. Rồi bây giờ là mình làm cái gì khiến để mà mình hù được Trung Quốc? Chả có hù được gì hết đó. Nhưng mà khi mà mình nói rằng là chỉ có một mình ông Tổng thống Trump chống Trung Quốc thì mình chịu thua. Mình không có, anh không muốn nói tới cái chuyện mà gọi là bầu cử nữa, tại vì nói thành ra đâm ra là mình chỉ trích người khác, mà anh không muốn. Anh cái chuyện đó là chuyện họ muốn nghĩ gì thì họ chỉ nghĩ, nhưng mà anh chỉ nói rằng là chính sách của Mỹ dưới thời Trump đối với Trung Quốc là hoàn toàn phá sản, chỉ có như vậy thôi. Thành ra hỏi ngay bây giờ mình làm cái gì? Từ hồi mà đánh tariff tới bây giờ đó, mỗi một lần mà người ta nói chuyện với anh mà người ta nói rằng là đọc cái quyển Death by China, anh nói có một cái gì mà Peter Navarro viết trong cuốn sách đó anh Duyên đọc rồi, có cái gì mà anh không biết không? Không có. Chỉ có gân hồ lên dùng những cái ngon lành vậy đó, mà chả có một cái policy nào hết. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là láo nữa. Peter Navarro, cái chữ Navarro đó, ông giả, ông sửa lại thành là tên là Ron Vara. Ông nói là tôi nói chuyện với một nhà, nó là học giả về Trung Quốc tên là Ron Vara. Truy ra không có Ron Vara là ai hết. Bây giờ Ron Vara lại chính là Navarro luôn. Thành ra một cái tay mà nó lưu manh, nó đốn mạc tới cái mức độ đó, mà nó viết cái quyển sách rẻ tiền như vậy mà cả thế giới không ai tin nhiều đó. Tại vì nếu mà nói chính sách về Trung Quốc đó, là anh Duyên đọc, anh Duyên thấy là nhiều cái học giả người ta viết đó mà người ta không tin, cứ chỉ khoái Death by China, cái là dịch ra tiếng Việt Nam truyền nhau đọc như là kim, giống như là cái quyển kinh thánh mà đầu giường vậy đó. Anh nói nếu mà cái đần độn của cái dân mình mà nó tới cái mức độ đó rồi đó, miễn bàn. Thành ra đừng nói tới cái chuyện mà chống Trung Quốc nữa. Mỗi lần mà một cái người nào mà ngồi mà nói chuyện với anh mà nói là chống Trung Quốc đó, anh chỉ ngồi anh hỏi thôi. Anh hỏi là ông biết thế nào về Đài Loan, ông biết thế nào về cái tình hình của các nước như thế nào, tại sao nói cho chống Trung Quốc mà mình đang có cái TPP để mình bao vây kinh tế Trung Quốc thì mình lại rút ra? Trả lời không được. Thành ra đừng nói tới ba cái chuyện đó. Mình cứ bám vào cái bản tin ngày hôm nay đi. Còn cái, anh nói xin lỗi, cái mức độ mà stupidity đó thì ở đây Hương Giang chỉ muốn là Hương Giang chỉ muốn chia sẻ với quý vị là cử tri thông thường đó, họ thấy một cái điểm nào đó mà họ mong muốn, cho nên họ sẽ sẵn sàng họ không qua. Thấy nữa Hương Giang, họ bỏ qua những cái một, thứ nhất
một cái ông trình độ chả bao lâu, bà chả bao nhiêu hết á, ông mới nghe rằng là oh, death by China, một cái thằng ngu rồi một thằng ngu khác mới nghe theo, rồi mới là truyền ra cái là mấy cái người làm biếng không đọc, không có theo tin, không có thèm phân tích, không thèm lắng nghe, chỉ thích nghe thôi. Rồi cái tự nhiên nó là làm đủ cái trò mà anh Dương nói, mà mỗi lần mà họ anh nghe người ta bàn luận đó đang uống trà sặc gần chết luôn á. Trở lại với Nhưng mà tại vì luật sư Dương nhắc đến ông Navarro thì cũng nhân tiện, tại vì Navarro là cố vấn về kinh tế cho tổng cố thống. vấn stupid của tổng thống. Dạ, thì bên cạnh đó cũng có cố vấn thương mại của tổng thống, đó là ông Larry Kudlow. Mà bỗng dưng Hương Nhân nhớ tới cái bản tin, đó là quý vị biết ngày thứ bảy thì tổng thống ký bốn cái sắc lệnh đó, thì ngày chủ nhật ông xuất hiện trên CNN khi được hỏi về cái sắc lệnh mà cái tiền trợ cấp thất nghiệp liên bang đó, thì ông bị confused, ông là cố vấn mà ông bị confused khi hỏi là số tiền như thế nào, thì ông nói là 1.200, rồi ông nói là 800, thì bà Databas bà mới hỏi lại là ông nói 800 hay là 400, ông nói 400 nhưng mà 800, bởi vì Rồi nói luôn, dạ nói luôn, trong trong bốn cái sắc lệnh của tổng thống đó hoàn toàn không có nói về cái số tiền 1.200 nha, dạ không có, không thành có, ra chỉ có nói về cái 400 đồng tiền thất nghiệp thôi, dạ thành ra 1.200 tổng cho thống nên không quý có vị, ra lệnh. dạ Nhưng mà đây đây là cái mà sở dĩ mà anh phải dùng cái chữ là anh mạt sát cái tên mà Peter Navarro đó được phỏng vấn ở trên đài. Đây là cái câu mà Peter Navarro, một cái tây tây mà nói, mà mình cũng đã từng học luật đó nha, mà nói câu vậy nè, nói rằng là Chúa cho Tổng thống Trump và Founding Fathers, tức có nghĩa là những người lập quốc của nước Mỹ đó, là George Washington hay là Thomas Jefferson rồi đó, Chúa và Founding Fathers cho Tổng thống cái quyền ký cái executive power. Thì hỏi rằng là thành ra mỗi một lần mà anh nghe anh ta nói là gì, cái tài, cái thông minh, cái thiên tài thì nó có giới hạn, còn cái ngu đần nữa là nó vô tận. Nghe bây giờ mỗi một lần mà anh nghe những cái tay mà gọi là luật sư cho tổng thống, nó gồm có Rudy Giuliani nè, Alan Dershowitz nè, hay là Peter Navarro đó, thì anh ngồi nói hỡi ôi, anh nói là không hiểu mấy thằng này nó học cái trường luật nào nữa. Trở lại với Hương Giang. Dạ, thưa quý vị, quay trở lại với bản tin, thời gian thì sắp hết rồi cho nên Hương Giang tắt lại. Ngày hôm nay Tổng thống cho biết là ông sẽ delay hoãn cái hội nghị G7 qua tháng 11, mà quý vị biết hồi tháng 6 thì đã hoãn rồi. Tính là sẽ làm virtual conference, nhưng mà sau đó thì với cái tình đại dịch thì Tổng thống thông báo là có thể là dời vào mùa thu, và bây giờ ngày hôm nay ông cho biết là dời qua tháng 11. Một lần nữa, trong cái bốn sắc lệnh Tổng thống bảo nếu như tôi đắc cử thì tôi sẽ, bây giờ trong trong cái buổi vận động gây quỹ ở New Jersey vào cuối tuần qua thì ông cũng đã lôi cái câu này ra, ông bảo nếu như mà ông tái đắc cử thì trong vòng 4 tuần ông sẽ có một cái thỏa thuận khác với Iran, thỏa thuận như thế nào thì đó là cái lời của tổng thống. Thưa luật sư Dương, thưa quý vị, còn nhiều tin nhưng mà thời gian hết rồi cho nên Hương Giang tạm ngưng phần tin ngày hôm nay. Cảm Không ơn biết Hương là Giang nhiều lắm. luật sư Dương có còn muốn chia sẻ gì nữa không? Cảm ơn Hương Giang nhiều lắm. Xin tạm biệt quý khán thính giả và hẹn vào chương trình khác. Dạ, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào và xin hẹn gặp lại.